Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức công bố hút quyết định về công tác cán bộ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh dự và trao quyết định. Theo quyết định được công bố hút tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy điều động bà Phạm Thị Thảo Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đến nhận công tác tại Đảng ủy Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng để chỉ định giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chúc mừng bà Phạm Thị Thảo Nguyên được Ban Thường vụ Thành ủy giao nhiệm vụ mới và tin tưởng với kinh nghiệm hơn 20 năm công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, bà Nguyên sẽ phát huy sở trường kinh nghiệm tích lũy được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại đơn vị mới.